Dạ, xin phép kính chào anh chị ạ. Hôm nay là phiên làm việc ngày 4 tháng 4 năm 2021. Thì thưa anh chị, hôm nay bên em cũng có một số các cái loại phong lan thì cũng tiếp tục giới thiệu đến với anh chị. Thì hôm nay bao gồm các cái loại như sau ạ. Bao gồm có cái phong này tụi em thanh lý với giá 220.000 của anh chị, bao gồm có cẩm báo này, kiếm bicolor, một ít kiều kiều cam anh chị, kiều cam dòng cái hàng mà ít ít lá của chị, cô nhị về làm giống. Tiếp theo là kim có một phần có một ít cái kim trung của chị, kim trung cái kim trung này. Tiếp theo cái đại bạch hạc, đại bạch hạc cũng cũng dòng ít lá thế này. Và tóc tiên thì nó hơi mất nước của chị, cái dòng tóc tiên này hay hay mất nước. Thì cái phần này tụi em bán thanh lý với giá là 220.000, bao nhiêu đây ạ? Thế là có cái gói combo của chị sưu tầm. Combo này bao gồm có gen thịnh hy này, gen thịnh hy, cẩm báo, cái này là địa lan ngũ sắc, giáng hương tam bảo sắc, kim đại bạch hạc, cái dòng thân dài của anh chị, và tóc tiên nữa, và có mấy cái nhánh thanh đạm nữa. Thì cái gói combo này 240.000 của chị sưu tầm. Tiếp theo các phần kiếm kiếm bicolor và đại bạch hạc. Đại bạch hạc hôm nay thì cũng 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 có một số giờ thôi anh chị, còn lại các cái phần cỡ nó hơi ngắn thì giá nó sẽ thấp xuống. Thì trước tiên thì tụi em giới thiệu trước cái loại đại bạch hạc phần phần số 1 với giá là 80.000. Đại bạch hạc số 1 80.000 thì bao gồm có rất là nhiều của anh chị, gồm có một dền này, hai dền, ba này, bốn, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 gì vậy đó. Một phần này giá 80.000. Tiếp theo cái đại bạch hạc phần số 2 này, 60.000 này. 60.000 gồm có 1 dây này. Tiếp theo dây số 2 này, 3 này. Nói chung một phần thế này cũng tương đối nhiều, giá 60.000. Còn số 2 này là những cái phần này của chị về ghép ghép trụ hay ghép gỗ thì nó lợi không? 60.000 phần này, phần phần số 3 cũng vậy, phần này 60.000 thôi, một phần này, một phần này 60.000. Tiếp theo cái đại đơn hàng phần số 4, phần này cũng mới giá là 60.000, 60.000 phần này, khá là nhiều ạ, 60.000. Tiếp theo cái đại đơn hàng số phần số 5. Phần số 5 mà phần số 6 là hàng dề của chị. Phần số 5 120.000. Nguyên dề nó tương đương nó tròn. 120.000. Nguyên dề xâm xê luôn ạ. Thế là kia đại bạch hạc phần đây là phần số 5 này, 120 này. Phần số 6 này 150.000. Nguyên một dề này. Nguyên dề này. Nguyên dề này với giá 150.000, 150.000 đại bạch hạc số 6 ạ. Thế là cái đại bạch hạc phần số 7 thì phần này 70.000. Phần này nó cũng hơi ít lá của chị, gồm có 1 dền. Tiếp theo dền số 2 đây, số 3, số 4, số 5, số 6, số 6, tiếp theo số 7, 8, 9, nói chung cũng tương đối nhiều, giá là 70.000. Tiếp theo cái gói combo đó của chị sưu tầm, thì cái gói này 240.000. Bao gồm có cái dòng cẩm báo của chị, còn có một cây ạ. Tiếp theo cây số 2 đây, cây số 3 này, cây 3 đang nụ, cây số 4 cây này, và có một phần giáng hương tam bảo sắc này, gồm có 1, 2 cây này, 3, 4, 5, 6, nói chung một phần có gì có thể ghép được trong chậu này, cẩm báo cũng ghép được trong chậu này. Và cái này là địa lan ngũ sắc con gì, cái loại này thì hoa rất là to này. Cô chị sưu tầm những cái dòng này thì cũng tương đối nó hay ạ. Cái dòng này cũ nó tầm này thôi anh chị, nó cũng không cái kích cỡ cũ thân lá nó cũng khi nào phát điển nó cũng tầm này thôi, nó cũng không có quá, không có cao thêm nữa. Cho nên là cô chị trồng theo cái dạng mini thì cũng tương đối đẹp, gồm có một cụ đó, hai cụ đó, địa là ngũ sắc ạ, ba, bốn, năm, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11 củ, ngũ sắc. Cái loại này có thời điểm thịnh hành là
cái giá là tính 5 đến 10 nghìn một cú như thế này con chị, 5 đến 10 nghìn một cú thế này đó. À, kia đó là cái giá mà lúc mà thịnh nhất á. À, tiếp theo cái một phần gen thịnh hy, cái dòng này thì nó cũng ít con chị, gồm cả là một cây ạ. À, một về tiếp theo giờ số 2 này, à, giờ số 3 gen thịnh hy này, à, giờ số 4 này. À, tiếp theo giờ số 5 này, à, 6 này, 7 này, 8 về, à, 9 về này, tầm 90 giờ về trên tỉnh hay thế này, cũng trong được một chậu. À, trong một chậu chúng ta có hai cái nhánh thanh đạm, hai nhánh đạm nhỏ đó giờ hoàn toàn tam sắc. Chúng ta cái tập tiên gồm có một cây này, hai này, à, ba này, 4 5 5 cây cũng có thể trong một chậu nhỏ đó chị. Chúng ta cái đại bạch hạc thân nó hơi dài chứ, gồm có một cây này, giờ là hai giờ này, 3 dê, 4 dê này, 4 dê có thể trong một chậu, kích cỡ nó này là dài. À, thì cái gói combo này với giá 240.000 con chị sưu tâm. À, tiếp theo cái kiếm bicolor con chị hay còn gọi là đòn kiếm hai màu. Phần số 1 với giá là 70.000 nguyên dê này. À, nguyên dê này với giá là 70.000 của chị. À, loại này thì vừa ho phát đứng này. Phần số 1 70.000. Tiếp theo cái kiếm Bicolor phần số 2. À, phần số 2 thì với giá 50.000 thôi. À, gồm có 1 dề. À, 1 dề. Bây giờ số 2 này. À, 2 giờ kiếm Bicolor thế này. À, giờ này giá là 50.000. Tiếp theo cái Bicolor phần số 3. Phần này 1 dề lớn của chị. Với giá là 70.000 thôi. À, giờ này với giá 70.000. À, Bicolor phần số 3 với giá là 70.000 nguyên một dê. Cái dê này con chị về cũng có thể tách ra làm hai dê cũng được, 70.000 ạ. Tiếp theo kia Bicolor phần số 4, con này với giá là 70.000, gồm có hai dê của chị, gồm có một dê này, hai dê này, giá 70.000 ạ, số 4 ạ. Tiếp theo là cái phần tụi em thanh lý, phần này với giá 220.000 thì cũng bao gồm các cái loại như sau ạ. Đầu tiên là cầm báo của chị, gồm có một cây cầm báo này, số 2 cầm báo này, 3 cây cầm báo này, 4 cây cầm báo này, 5 cây cầm báo ạ, 6 cây cầm báo này, 7 cây ạ, 8 cây cầm báo và 9 cây cầm báo, 10 cây cầm báo này, 10 một phần 10 cây cầm báo như thế này. Tiếp theo là kiếm Bicolor. Nói chung là cái hàng thanh lý thì chắc chắn thì nó sẽ không nó quá đẹp mắt. Tụi em cũng sẽ quay kỹ cho con chị cân nhắc và lựa chọn. Con chị, những phần này thì con chị có kinh nghiệm nhiều hoặc là có thể là chơi sưu tầm đã trồng thứ thì lựa chọn những phần này thì rất là rẻ của chị. Kiếm Bicolor này còn có 1 dền, 2 dền, 3 dền, 4 dền, 4 dề, à, tiếp theo là 5 dề, à, 6 dề, à, 6 dề, tiếp theo là dề số 7, này. À, 8 dề, à, 9 dề, à, 10 dề, à, 11 dề, à, 12 dề, à, 13 dề. À, cái này là cái như là mặt thu sao con chị, nó dề nhỏ đó, cũng ngắn. À, cái này là cái loại ngô đồng của chị, ngô đồng. À, tiếp theo là kiều của anh chị, cái này là có cái thanh đạm này, lỏng nhé, lỏng. À, tiếp theo là cái kiều của anh chị, kiều cam á, thì hàng anh em mà đem về nó ít lá thế này thì tụi em đưa ra thanh lý thôi, gồm có một dền của anh chị trồng để lấy mầm gốc. À, tiếp theo cái kiều cam số 2 này, kiều cam số 3 này, số 4 này. À, tiếp theo kiều cam số 5 này. À, số 6, à, số 7, à, và à, số 8, số 8, số 9 này, số 10 này. À, có một cái nhánh kiểu cánh tuôn này thì một phần kiểu cam như thế này. À, tiếp theo cái loại kiếm trung của cái này cũng thanh lý của chị. Cái mấy cái hàng này có nghĩa là
tụi em những cái hàng là xấu thì tụi em lọc ra để thanh lý của anh chị. Những cái gồm có chim trung này, gồm có một cây này, hai cây ạ, à, ba cây này, à, bốn cây này, à, năm cây ạ, à, tiếp là sáu cây này, à, bảy này, à, tám, chín, mười này, à, mười, mười một cây này, mười một dề này, mười hai dề, à, mười, mười ba dề này, à, à, mười bốn, mười lăm, mười sáu, 17, 18, 19 trên. À. Cái này là cái ngô đồng, à, hai cây ngô đồng như lúc này có một cây dần cây nữa. À. À, và tiếp theo là cái loại đại bạch hạc của chị. Cái đại bạch hạc ạ. À, đại bạch hạc thì rất là nhiều anh chị. Rất là nhiều như thế. À, đại bạch hạc này. À, đại bạch hạc như thế này của anh chị. Tiếp theo cái hạt đỉnh vàng cũng có hai cụ nhỏ nhỏ thôi. À, và tóc tiên thì nó hơi nhiều, tuy nhiên là tình trạng cây nó hơi khô mất nước không chị. Tóc tiên thì quá nhiều luôn rồi. À, tóc tiên thì cái gói combo này với giá là 220.000. Có anh chị có nhu cầu sưu tầm nhiều loại và trồng thử nghiệm thì cái gói này cũng sưu tầm thì cũng tương đối nó rẻ các chị. À, thì buổi tối hôm nay bên em cũng có một số các cái loại phong lan để giới thiệu đến cô chị. Cũng cảm ơn cô chị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chúc cô chị có một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ và thoải mái nhất bên gia đình và người thân ạ. Em cảm ơn ạ.